Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, trong những video của ngày hôm qua, mình biết rằng sau khi mà đăng những video của ngày hôm qua lên sẽ có rất nhiều quý khán thính giả sẽ không đồng nhất với cái quan điểm của mình và có thể sẽ gây ra một cái cuộc tranh cãi kịch liệt. Và ở đây thì điều này nó đã suy nghĩ của mình đã đúng khi mà vào ngày hôm nay thì mình thấy được rằng có khoảng 90% đến cái từ quý khán thính giả không đồng nhất với cái quan điểm của mình. Vâng, đây là điều mà mình đã dự đoán trước và mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã đưa ra những cái lời bình luận phản đối lại và nói lên những cái ý nghĩ thật của lòng mình. Vâng, liên quan tới câu chuyện mà sinh viên Hùng đã quyết định ra đi để đến trường tiếp tục đi học và để theo đuổi cái con đường sự nghiệp của mình thì có khoảng 90% quý khán thính giả nhất trí muốn động viên Hùng để quay lại trường để đi học. Thì ở đây, ngày hôm qua mình đã phân tích về cái vấn đề là nếu mình là trong trường hợp mình là sinh viên Hùng thì mình sẽ quyết định ở lại. Tất nhiên ở đây là mỗi người mỗi ý đúng không ạ? Bởi vì Tám Trang đang bị bệnh. Bà Ngân cũng cần có sự chăm sóc của cậu ấy, nhưng điều đó không cần thiết lắm, mà cái quan trọng nhất là Tám Trang, bởi vì Tám Trang ở đây vẫn đang bị bệnh. Trong cái câu chuyện ra đi này á, mình cũng nói trước rồi là mình cũng nhất trí với Hùng là tìm là khi mà lấy cái sự nghiệp làm chính ra đi, chỉ có một cái vấn đề là mình không thấy là đồng ý với Hùng là không nên nói cái câu chuyện mà với cậu Tuấn kia. Có nghĩa là nói rằng là ý rằng là nếu mà Tuấn yêu Tám Trang thật sự thì sau này phải đối xử tốt thế loại thế kia với Tám Trang. Cái điều này thì sẽ khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng là người ta nghĩ rằng là Hùng đã cố tình đẩy Tám Trang vào vòng tay của Tuấn, đúng không ạ? Và có rất nhiều người đã đưa ra cái comment như vậy. Thì ở đây mình chỉ không không đồng nhất với Hùng ở chỗ đó thôi. Còn Hùng ra đi là ok. Quan điểm của mình từ đầu vẫn thế. Nhưng ở đây mình phân tích về vấn đề là về cái thuyết nhân quả của đạo nhà Phật, mà cơ bản những bạn mà đồng ý với quan điểm của Hùng ra đi á, thì đều nằm trong đều theo đạo nhà Phật cả, gần như vậy, trong đó có bạn Thiên Nga Trần. Mình không phải nằm trong đạo nhà Phật nhưng mình cũng hiểu được đôi chút nói về cái thuyết nhân quả, có nghĩa là anh gieo nhân nào thì anh sẽ gặt được quả đó. Trong lúc mà Tám Trang bệnh tình có thể gọi là thập tử nhất sinh, không biết là sống chết như thế nào cả. Bởi vì đơn giản là nếu cô gái này bị sốc có thể sẽ tìm đến một cái chết, đúng không ạ? Mà Hùng bỏ ra đi như vậy thì các bạn nói theo thuyết nhân quả của đạo nhà Phật thì Hùng sẽ được hưởng cái quả ngọt nó như thế nào? Gieo nhân nào gặt quả đó mà. Thì ở đây mình muốn nói như vậy. Nhưng trong khi đó thì 90% các bạn mà rất nhiều bạn đi theo Phật giáo và nói rằng là Hùng ra đi như vậy là đúng. Có nghĩa bỏ rơi người ta trong lúc bệnh tật như vậy mà các bạn nói đúng thì mình không biết đúng ở chỗ nào. Ở đây mình nói rằng là Hùng, chính vì Hùng mà Tám Trang đã từ Việt Nam sang đây. Và khi cô gái này sang đây vẫn là một cô gái trẻ trung tươi đẹp và hồn nhiên. Tất cả mọi chuyện xảy ra thì ở đây mình nói là cơ bản là do phía Hùng gây ra mà thôi. Vâng, mình xin nói thế này, trong cái chuyện này thì tranh cãi đến bao giờ cũng không hết được, đúng không ạ? Bởi vì không có ai có thể thắng, không ai có thể chịu thua được trong cái chuyện mà nói rằng là Hùng ra đi là đúng hay sai trong thời điểm này. Mình chỉ muốn rằng là câu chuyện này kết thúc có hậu và mình muốn rằng là trong thâm tâm của mình vẫn muốn Hùng lấy hai người người đàn bà này, lấy cả bà Ngân và lấy cả Tám Trang. Lý do tại sao mình muốn như vậy, bởi từ trước đến nay mình vẫn nói rằng là cả hai người thì Hùng không thể bỏ được một ai, trong khi đó cái đến ngay cả đến tận bây giờ Hùng vẫn quyết chí là lấy cả hai người đó, chứ không bao giờ bỏ bất cứ ai trong hai người này cả. Có nhiều bạn nói rằng là ồ, làm sao mà pháp luật bên đó cho lấy hai người. Tuy nhiên mình cũng nói ngược lại rằng chẳng có pháp luật nào ngăn cản bạn lấy hai người cả. Bởi vì chỉ đăng ký một người như anh Vương Hoàng thôi, còn một người mình sống coi như là không cần phải đăng ký, có nghĩa là vẫn không phạm luật, đúng không ạ? Pháp luật bên này nó là như vậy, ngay cả các bạn hai vợ chồng bỏ nhau nhưng hai vợ chồng vẫn sống được ở chung một căn nhà với nhau, không cần thiết phải là phải đi ra mỗi người sống một nơi. Cho nên là chuyện mà Hùng lấy cả hai người không có vấn đề gì hết. Vào ngày hôm qua một bạn tên là Dân Phạm đã nói với mình là chính vì anh thuyết như vậy cho nên là vợ anh mới bỏ anh ra đi, bởi vì anh không làm cho người vợ của anh là không kiếm được nhiều tiền và để lo cho người ta. Quan điểm của mình rõ ràng, nếu nếu chỉ vì tiền thì cứ đi đi và đừng bao giờ quay mặt, đừng bao giờ quay trở lại, mình không cần những cái người đó. Tiền để mà làm gì?
Tiền thì lay ở túi người này, mai ở túi người khác thôi, đúng không ạ? Ở mai mốt trở về cát bụi thì tất cả như nhau. Cái ông tỷ phú thì cũng giống cái ông nông dân thôi. Cái ông giàu có nhất trên thế giới này cũng chỉ bằng cái ông nghèo khổ đi ăn mày ăn xin mà thôi. Tất cả trở về cát bụi, các bạn có mang theo tiền bạc được không? Tiền nay ở túi người này, mai ở túi người khác. Còn tình nó sẽ sống mãi với không gian và thời gian. Chẳng hạn trong câu chuyện chuyện tình này, Hùng ra đi vì sự nghiệp để kiếm thật nhiều tiền, nhưng cuối cùng tiền đó đến khi trở về với cát bụi cũng vẫn là mất tích. Nhưng nếu Hùng giữ được cả người yêu, cả người tình của mình, cả con cái và cuộc sống hạnh phúc, thì cái câu chuyện tình, cái tình cảm của Hùng nó sống mãi với thời gian, không gian, qua đời này qua đời khác, con cái của Hùng cũng sẽ nhắc lại. Đó là quan điểm của mình, đó là như vậy. Trong những ngày qua mình đã nói là khi nghe cái những lá thư của bạn Thiên Nga Trần thì mình rất đang thích là hướng theo đạo Phật. Nhưng thực sự ra mình thấy có một số bạn vẫn nói rằng là trong cái sự nghiệp vẫn là cái chính, có nghĩa là tiền vẫn là tất cả. Thì ở đây thì mình nếu mà đi theo đạo Phật mà nói rằng là tiền vẫn là cái sự nghiệp là chính và cái tiền vẫn là quan trọng thì mình chẳng bao giờ mình theo hết. Bởi vì quan điểm của mình á, sống ở đời cái tình nó là mãi mãi. Nó là như vậy thôi. Và tại sao nó là như vậy? Thì trong những mình đã nói rồi, trong khoảng 3 năm trở lại đây mình không thích kiếm nhiều tiền nữa. Bởi có những cơ hội đến 10-10 mà có thể mình kiếm được rất nhiều tiền luôn, nhưng mình cũng thấy dửng dưng. À, mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại và cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Như thế là ok lắm rồi, đúng không ạ? Ấy cho nên là bảo bây giờ vì cái sự nghiệp để ra đi phải thế loại thế kia và để kiếm được nhiều tiền thì mới người vợ của mình mới không bỏ mình, như là bạn Dân Phạm nói, mình xin lỗi luôn. Mình xin lỗi rằng là những cái người đó mình không bao giờ cần luôn. Dù có đẹp gái đến bao nhiêu, dù có tiền nhiều đến bao nhiêu thì đối với mình cũng coi như là người ta trong con mắt mình nó không là cái gì cả. Chỉ vì tiền mà cuối cùng là bỏ con, bỏ cái, bỏ tất cả để mới đi chỉ vì tiền. Thì người đó thì đáng vứt đi chứ làm gì ở cái xã hội, nó đẹp như này. Và theo như cái thuyết nhân quả thì làm sao mà có những cái kết thúc tốt đẹp được, đúng không ạ? Những người như bà Ngân, tiền chất cao như núi thì ngày chỉ ăn được 3 bữa thôi, có ăn được đến 4 bữa, 15 bữa đâu. Trên là có một số quý khán thính giả nói rằng là ô bà Ngân lấy cái anh chủ kênh này là hợp lý nhất thế nọ thế kia. Mình xin lỗi các bạn luôn, mình không dám xúc phạm ai, nhưng không bao giờ mình lấy cái người nhiều tiền. Người ta càng nhiều tiền thì cái khoảng cách của mình và giữa người ta càng càng cách xa hơn. Bởi vì tiền đó không phải do bàn tay của mình làm ra, mình không thể sử dụng những cái đồng tiền đó. Có sử dụng của con đồng tiền đó thì coi như cuối cùng mình bị phụ thuộc người ta. Các bạn nhìn đi, bây giờ cha mẹ của Tám Trang phụ thuộc bác sĩ Trần, không dám nói ra nữa, phụ thuộc bà Ngân. Ý của mẹ Tám Trang nó hoàn toàn khác, mình biết. Nhưng mà cuối cùng vì đã mang ơn người ta, người đã cầm những đồng tiền người ta rồi, cho nên là cái chủ ý của mình lại không dám coi như tự làm theo ý của mình nữa, mà phải lựa người ta như sóng như gió vậy. Vậy thì tại sao phải khổ như vậy? Và ngay cả sinh viên Hùng bây giờ đang phụ thuộc cha mẹ nuôi. Vâng, thưa quý vị, vào đêm hôm qua sinh viên Hùng đã gọi điện cho mình. Và trong câu chuyện này nói hai hai bác cháu tranh luận nhau về vấn đề ra đi và không ra đi của Hùng trong thời điểm này có đúng hay không đúng. Thì ở đây á, cậu Hùng nói rằng là bởi vì cả cha mẹ nuôi nữa cũng là cũng cha mẹ nuôi của sinh viên Hùng là vợ chồng bác Thảo Nguyên bây giờ lại có đồng quan điểm với mình. Lại muốn coi như làm sao đó mà đưa Tám Trang lên lên trên đó chữa bệnh. Còn nếu Hùng mà không nhất trí quan điểm đó thì vợ chồng bác Thảo Nguyên lại muốn Hùng coi như làm sao đó bây giờ phải coi như là giúp Tám Trang để làm sao cho Tám Trang khỏi bệnh. Có nghĩa ý của vợ chồng bác Thảo Nguyên đó là Tám Trang ở đâu Hùng ở đó, thì chỉ có Hùng là chữa bệnh cho Tám Trang khỏi được thôi. Ví dụ bây giờ Hùng mà lên đây thì phải đưa Tám Trang lên, còn nếu không thì Hùng sẽ phải quay lại Toronto để hầu hạ Tám Trang trong những ngày tháng ở bệnh viện này để cho Tám Trang khỏi bệnh. Và sau đó tiếp tục sang năm đi học lại mà năm để thi, chứ không cần thiết phải thi năm nay, có nghĩa là chậm lại mà năm nhưng có thể cứu được một mạng người. Còn thì bây giờ cố gắng coi như học để yên tâm năm nay đi, nhưng trong thời gian đó Tám Trang xảy ra chuyện gì thì Hùng ân hận suốt cả cuộc đời. Đây là quan niệm của vợ chồng bác Thảo Nguyên nhé, cái này mình thấy nó là đúng. Đêm hôm qua mình cũng có cuộc tranh luận rất sôi nổi với Hùng, và Hùng nói rằng bây giờ bác có rất nhiều người hầu như là gần như 100% ủng hộ cái chuyện con ra đi, bởi vì đó là sự nghiệp của một người đàn ông. Tại sao bác không đồng ý? Bảo con nói bác không đồng ý là con sai hoàn toàn. Bác vẫn đồng ý cho con đi. Đó là quyết định riêng của con, không ai có quyền ngăn cản gì hết. Nhưng ý của bác nói ở đây rằng là như thế này, về cái thuyết nhân quả thì là nó sẽ báo báo ứng với từng người. Anh gieo nhân nào anh gặt quả đó.
con ra đi là cái quyền quyết định của con, nhưng khi người yêu của con từ Việt Nam sang đây tất cả vì con cô gái này tự tử mấy lần. Có nghĩa là trong khi đó người ta đang bị bệnh mà con bỏ đi thì thầy bác thấy rằng là ví dụ là bác đấy thì bác sẽ không bao giờ bỏ đi, bác chấp nhận là sẽ học lại một năm. Đấy, nó là như vậy. Còn quyền của con ra đi là do quyết định của con. Trong vấn đề này thì bây giờ nói rằng đào sâu trong cái thuyết đạo nhà Phật thì mình từng nghe câu nói rằng ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả, đúng không ạ? Thì ở đây á, bà Ngân, nói về bà Ngân thì ông trời đã cho rất nhiều tiền của rồi, lại cho coi như là cả một đứa con rồi, thì chẳng nhẽ coi như ông trời lại cho cả sinh viên Hùng nữa hay sao? Mình nghĩ rằng điều đó rất là khó. Còn thì riêng Tám Trang thì ông trời lấy đi thì gần như là tất cả cả tính mạng rồi, chẳng nhẽ cô gái này bây giờ lại tiếp tục coi như là bị phũ phàng, cuộc đời lại bị phũ phàng đến mức độ coi như là người yêu cũng bỏ đi trong tình trạng đang bị bệnh nữa hay sao? Như vậy thì ông trời đâu công bằng. Thì cái chuyện mà coi như là cái câu nói rằng là ông trời không lấy đi của ai tất cả và không cho ai tất cả, nó không đúng một chút nào hết. Nếu mà ông trời đối xử bất công với Tám Trang như vậy thì không đúng một chút nào hết. Đây là mình nói như vậy, có sẽ nhiều người phản đối là đừng nên nói ông trời như vậy. Nhưng đây là mình bình luận theo cái cách đúng suy nghĩ của mình. Cho nên là mình nói với Hùng rằng là nếu con ra đi vào thời điểm này, con có thể mất cả hai người. Ấy, là điều này con phải chấp nhận trước, con phải suy nghĩ trước rằng là có thể là con sẽ bị mất. Ấy, nếu là bác thì bác ở lại, bác chăm sóc Tám Trang và có thể chờ đợi coi như là bà Ngân sinh em bé cho mình nó khỏe mạnh. Đấy, bác sẽ chấp nhận là bỏ học một năm và đến sang năm thì bắt đầu tiếp tục học lại và thi lại. Đó là mình mất đi một năm nhưng mình sẽ được tất cả. Còn thì nếu bây giờ con quyết định đi như vậy thì bác nghĩ rằng bác sợ rằng là trong câu chuyện này nếu Tám Trang tỉnh lại thì người ta sẽ nghĩ rằng ồ những lúc mình thập tử nhất sinh mà người yêu của mình lại bỏ đi như thế thì họ yêu cái sự nghiệp, họ yêu đồng tiền chứ họ có yêu mình đâu, đúng không ạ? Nếu yêu mình thì họ cần gì những cái chuyện làm sao dám không dám hy sinh bật lăm đi mà cuối cùng là cứ phải nhất thiết đi trong thời điểm này. Cho nên là họ không yêu mình, họ chỉ yêu tiền thôi. Cho nên là ở đây là mình tranh luận với tất cả các bạn, không phải là tranh luận với nhau là ghét. Nhưng mình ở đây tranh luận cái đúng cái sai thôi. Thì Hùng nói rằng là vâng, con thấy rằng là cái ý của bác là đôi khi nó bị mâu thuẫn. Ngày hôm trước bác rất ủng hộ con và ngày hôm nay bác lại phản đối con. Ô, mình nói với Hùng, bác có phản đối đâu. Con đi học là quyền của con và bác vẫn ủng hộ cái chuyện của con đi học. Nhưng bác chỉ nói rằng nếu ở hoàn cảnh của con thì nếu bác là con thì bác sẽ xử sự theo cách đó. Thì mình sẽ được tất cả, mình sẽ được cả người yêu của mình. Và vấn đề này nó rất lớn, nó nói đi về cái đạo nghĩa của con người, về cái tình người. Bởi vì con vẫn đặt cái đạo nghĩa của con người lên làm đầu. Con nói từng nói rằng là cha con dạy con từ đầu là phải lấy cái đạo làm gốc, đạo làm người làm gốc. Có nghĩa đã ăn ngủ với người ta thì không được bỏ người ta, có con người ta thì phải sống với người ta. Mà bây giờ coi như người ta đang thập tử nhất sinh con bỏ đi thì nói cái chữ đạo làm gốc thì đạo ở đâu ạ? Người ta đang thập tử nhất sinh như vậy mà bỏ đi mà nói rằng là ô tôi sống có đạo đức lắm. Đạo đức ở đâu ra cái chỗ này? Có rất nhiều bạn hiểu sai cái ý của mình, có nghĩa là bảo Hùng ở lại thì coi như là sẽ mất hết con đường công danh học hành. Mình không phải là bảo ở lại hết, nhưng cậu ta ở lại một năm, kể cả một năm, tức là cậu ta chỉ mất đi cái thời gian học một năm thôi. Cậu ta học lại một năm để sang năm thi tiếp, thì đâu có vấn đề gì đâu. Có phải là bỏ cả cuộc đời đâu, đúng không ạ? Cho nên ở đây là thi lại một năm thì đâu có vấn đề gì. Ngày xưa các bạn nhớ có những cái câu chuyện răn đời. Trong những câu chuyện dân gian của Việt Nam có rất nhiều câu chuyện, chẳng hạn như Lưu Bình Dương Lễ hoặc một số câu chuyện, những câu chuyện khác. Có những cái nhân vật người ta phải thi mất nhiều năm để mà đỗ được quan chức. Thì có những người, người ta vì cái chuyện tình, đó, người ta phải lo xong cái chuyện tình hoặc lo xong cái chuyện mà cha mẹ đang ốm đau. Có nghĩa người ta chấp nhận có thể là mấy năm sau người ta mới tiếp tục thi lại để mà thi đỗ được vào cái để làm lên, tiến lên làm quan chức. Thì ở đây Hùng cũng vậy. Nếu cậu ta vì chuyện tình của người ta, cậu ta có thể lo. Bây giờ nó không phải là chuyện tình yêu đơn giản, mà là về cái tính mạng của con người, thì cậu ta có thể là lo cho người yêu của mình hết bệnh đi. Xong đó, lúc đó coi như thi lại một năm, chả có gì là khó cả, đúng không ạ? Chứ còn thì bây giờ cậu ta muốn chọn cái con đường sự nghiệp trước thì cậu ta cuối cùng là phải chấp nhận cái hậu quả thôi. Gieo như nào thì gặt quả đó mà. Thì sau này nếu có mất hai người đàn bà này thì cậu ta đừng lên ân hận. Mình chỉ phân tích vậy thôi. Trong khi đó mình đi sâu mình nói thẳng với Hùng cái gì, bởi vì lòng lòng dạ con người thì nó khó nói lắm. Bản thân con cũng là người quá tham,
Bây giờ coi như là con muốn được tất cả, bây giờ con muốn được cả sự nghiệp nữa. Rồi có coi như là bây giờ có ông bác sĩ Trần, có ông bác sĩ David trên là coi như là đến với bà Ngân thì con ghen nồng ghen nộn lên, tức là cái gì con cũng muốn được được tất cả. Thế thì con tức là ở đời thì là phải biết cái gì là như thế nào là đủ, đúng không ạ? Còn nếu mà mình tự không biết thế nào là đủ cả, cái lòng tham con người nó là vô đáy, thì bạn sẽ coi như là không bao giờ có cái kết thúc tốt đẹp hết, bởi vì ông trời ông không bao giờ cho bạn tất cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện đêm hôm qua nói chuyện với Hùng á, thì cuối cùng á, không thể tranh luận được với nhau, bởi vì mình biết rằng là câu chuyện này tranh luận với nhau đến đâu cũng không bao giờ có hồi kết. Người ta thì ai cũng thế thôi, bao giờ người ta cũng thích nhìn vào cái gì đó, một cái tương lai, một cái sự nghiệp, và đến khi đi ra làm tiền nhiều vô kể thế nọ thế kia đó, nó là như vậy. Thì mỗi người mỗi ý. Mình thì mình nghĩ rằng cái tình nó quan trọng hơn cái tiền. Ở đây trong câu chuyện đêm hôm qua mình chỉ đúc kết lại với sinh viên Hùng một câu như này này: bác chỉ góp ý với một con một điều như này, con hãy lên trở lại với con người thật của con trước đây. Có nghĩa là bây giờ con đã quyết định quay trở lại học hành rồi thì con không được xem những cái kênh như của bác nữa. Con không cần theo dõi tất cả câu chuyện này nữa, con tắt điện thoại đi. Con tất cả mọi người, ví dụ như cha mẹ Tám Trang, bà Ngân hoặc ai đó muốn liên lạc, hãy liên lạc qua vợ chồng của bác Thảo Nguyên. Cái chuyện gì mà nói trước với cha mẹ nuôi của mình, chuyện gì liên quan tới sức khỏe của hai người phụ nữ của con thì con hãy hãy bảo bác Thảo Nguyên nói lại với mình. Còn tất cả mọi chuyện con gạt hết đi, không có xem bất cứ ai, không có gọi cho bất cứ ai gì cả. Như vậy thì mới tập trung được vào học hành, và như thế thì mới đỗ đạt. Chứ con mới lên tới coi như gia đình nhà bác Thảo Nguyên được ít tiếng đồng hồ, con đã xem coi như là kênh YouTube rồi bình luận nọ kia, thì làm sao đầu óc của con có thể là tập trung vào chuyện học hành được. Chứ là nếu mà con bỏ, con đi theo con đường học hành mà con vẫn còn coi như là liên quan tới những câu chuyện ở ngoài đời thì chắc chắn con thi không đậu đâu, con sẽ trượt. Chứ là đã quyết định như vậy thì cắt cắt đứt hết, coi như là không cần phải liên lạc với ai ngoài coi như là cho cha mẹ nuôi của mình đứng ra đại diện. Ai có công việc gì mà liên quan tới trực tiếp hai người đàn bà của mình thì mình sẽ coi như là gọi điện lại để mà giải quyết vấn đề. Còn ngoài ra là không quan hệ với ai hết. Đó là điều kết thúc nói chuyện với sinh viên Hùng trong cái buổi đêm ngày hôm qua. Và cậu ta nói lại một câu rằng là để con suy nghĩ xem như thế nào. Mình biết rằng là cậu ta vẫn chưa đành. Tất nhiên cái quyết định cuối cùng là do cậu ấy thôi. Mình chỉ là người góp ý thôi. Vâng, và để coi như là bây giờ mình sẽ đọc hai cái lời bình luận để hai cái lời bình luận này là một lời bình luận của bạn Thiên Nga Trần và một lời bình luận của bạn Năng Phạm, một người đến từ nước Pháp, một người đến từ nước Mỹ, để các bạn biết rằng đây là hai người đại diện cho hai một người thì bảo vệ cái vấn đề sinh viên Hùng ra đi, còn một người thì không muốn muốn Hùng ở lại để chăm sóc Tam Trang. Vâng, bạn Thiên Nga Trần bình luận như thế này: comment riêng cho sinh viên Hùng. Hùng yên tâm đi, không nên lo sợ vì bác là đàn bà. Cảm xúc của đàn bà khác đàn ông, cho nên hai ông bác sĩ này không có cửa trong tâm tư của cô Ngân đâu. Nếu bác ở vào hoàn cảnh cô Ngân, bác cũng khuyên Hùng nên lo sự nghiệp, vì người đàn bà khi yêu sẽ lo và hy sinh cho người yêu của mình. Đàn bà cần một người đàn ông dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Con cứ an tâm học hành và chỉ nên đọc những video nào những ngày cuối tuần để tránh khỏi sao nhãng học hành. Nếu là bác thì bác không bao giờ lấy ông bác sĩ David, vì một người chính trực không bao giờ nói xấu đối thủ sau lưng, lấy nguyên nhân thẳng thắn để che giấu cơ hội của mình. Bác đánh giá cao cô Ngân vì có lẽ cô Ngân có điểm giống bác là không bao giờ bị người khác tác động, nhất là khi những người đó đang có ý định đến với bác. Còn nếu cô Ngân hay bé Tám Trang quyết định ra sao thì con cũng nên chấp nhận. Cái gì của mình thì không ai cướp đi được. Nếu không phải là của mình thì có níu kéo cũng không giữ được. Bác không muốn tranh luận nhiều vì sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, nhưng bác ủng hộ quyết định của con. Mong con luôn vui khỏe và đạt được kết quả trong việc học tập. Vâng, thưa các bạn, xin trước hết là xin cảm ơn bạn Thiên Nga Trần đã đưa ra một lời bình luận để giúp đỡ những người trong cuộc, và đây là giúp đỡ riêng Hùng, bởi vì bạn ấy nói rằng là comment cho riêng bạn bạn Hùng thôi.
thì ở trong cái vấn đề này thì thật sự ra nếu các bạn nghe kỹ thì nó cũng không khác gì mà ý của mình cả, mặc dù rõ ràng là hai có thể nói rằng là nhìn qua một cái thì hai người có hai quan điểm khác nhau, nhưng thực chất ra thì nó cũng chả có gì khác nhau. Mình vẫn ủng hộ cái chuyện sinh viên Hùng ra đi, và ở đây bạn Thiên Nga Trần cũng nói rằng là cái gì là của mình thì nó là của mình, không ai cướp đi được, còn nếu cái gì không phải của mình thì có níu kéo cũng không níu kéo được. Thì ở đây rõ ràng nó là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng là nếu mà bà Ngân mà muốn lấy ông David Trần hoặc lấy bác sĩ Trần thì Hùng có muốn giữ cũng chẳng giữ được, đúng không ạ? Hoặc Tám Trang sau này quyết định không lấy Hùng nữa thì Hùng có cố gắng cũng chẳng được, bởi vì cái đó nó không thuộc về của Hùng rồi. Nhưng cái này á, mình nói rằng là cái này rõ ràng nó là về thuyết nhân quả, đúng không ạ? Do mình gieo nhân thôi, bởi vì lúc đó là do bạn Hùng bỏ đi chứ là người ta bỏ bạn thôi, đúng không ạ? Chứ lúc mà gieo quả, gieo nhân có nghĩa là bạn ở lại với người ta trong lúc mà người ta thập tử nhất sinh thì làm sao người ta bỏ được bạn. Chứ là ở đây là các bạn không nhìn theo ra cái vấn đề đó. Vấn đề ở đây là các bạn nhất trí theo cái kiểu là ô Hùng đi học đi bởi cái sự nghiệp là chính, còn không cần quan tâm đến cái tính mạng của hai cái người đàn bà đang nằm bệnh viện kia, đúng không ạ? Vâng, thưa các bạn, bây giờ mình đọc một lời bình luận ngắn của bạn Năng Phạm. Bạn Năng Phạm này các bạn biết là đến từ Mỹ, và bạn đấy luôn luôn ủng hộ sinh viên Hùng và Tám Trang lấy nhau. Đấy, cô gái này rất mong muốn tức là giúp đỡ Tám Trang, nhưng hiện tại thì Tám Trang đang ở trong tình cảnh này thì chắc là muốn giúp cũng khó khăn. Bạn ấy viết như thế này: theo mình nghĩ hai em của Tám Trang sang Canada thì rất tốt, nhưng không bao giờ đến nhà Tuấn. Mình cũng nghĩ không đến nhà bà Ngân và không đến cả nhà bác sĩ Trần. Ông bà Lâm lên mướn hai căn phòng để ở, ai giúp phương tiện cho em của Tám Trang thì cảm ơn. Ai có lòng tốt muốn giúp thì mình cảm ơn, vì ai cũng muốn bé Tám Trang sớm hết bệnh, phải không? Mặc dù nhiều người nói rằng Hùng không xứng đáng với Tám Trang, nhưng Hùng là người giúp Tám Trang mau hết bệnh nhất. Ông bà Lâm giúp con gái, đừng để những kẻ không có cơ hội tốt đến với con gái mình trong lúc nó đang chưa tỉnh táo. Những người làm như vậy không quân tử, nói chung là ác, tránh xa ra. Tiền không đem đến hạnh phúc thật sự lâu dài, tiền chỉ là phương tiện. Vâng, xin cảm ơn bạn Năng Phạm nhiều. Trong cái vấn đề này nó lại liên quan đến một cái chuyện khác mất rồi. Trong cái phương án chữa bệnh cho Tám Trang ở đây, mình thì nói thật với các bạn là mình chỉ có hai suy nghĩ, có hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là cái cô bé con gái của Tuấn 8 tuổi kia là có thể giúp Tám Trang có thể trở lại được chữa bệnh. Nhưng ở đây mình vẫn nghĩ như bạn Năng Phạm vừa nói, tức là Hùng chính là cái nhân tố chính. Và thật sự là trước đây khi mà lần đầu tiên Hùng gặp á, thì mình chưa có cái khả quan đánh giá là Hùng sẽ chữa được bệnh cho Tám Trang. Nhưng đến cái cuộc gặp mà các bác sĩ đã quay camera mà chỉ có hai người á, mình không nghe được tiếng gì, mà sau này là mình nghe ông Năm nói lại á, là coi như Tám Trang nói là anh đi hả, anh đi hả, tức là hỏi Hùng hai câu như vậy. Thì mình biết được rằng là Tám Trang đã tỉnh táo, tức là đã nhận thức được rồi, đã nhận thức được Hùng chính là người yêu của mình rồi. Và khi Hùng nói lời chia tay thì cô gái này đã nói hai câu, tức là hai cái câu hỏi rất là lớn, có nghĩa không muốn cho Hùng đi, đúng không ạ? Hỏi là anh đi hả, anh đi hả. Thì ở đây từ lúc đó trở đi thì mình mới biết được rằng bây giờ Hùng chính là cái nhân tố chính để chữa bệnh cho Tám Trang, chứ không phải là cái cô bé 8 tuổi kia. Bởi vì bây giờ Tám Trang yêu Hùng thôi, có yêu cậu Tuấn kia đâu, đúng không ạ? Trên là nếu mà là mình, tại sao mình nói nếu là mình ở lại để giúp Tám Trang chữa bệnh, lý do ra là như vậy đó. Đó là một lý do. Còn ở đây cái bạn góp ý của bạn Năng Phạm á, mình biết là bạn rằng là nói về hai đứa em của Tám Trang thì cái chuyện này mình không biết có tác dụng hay không. Bởi vì trước đó là bác sĩ Trần đã nói là muốn đưa hai đứa em của Tám Trang sang đây, và bác sĩ Trần muốn giúp đỡ là tiền bạc để chẳng hạn như là cho hai đứa em sang đây, là theo mình nghĩ là bây giờ có khi phải mất mấy trăm triệu, không phải chuyện đùa. Đi theo chẳng hạn đi thông qua một công ty du lịch mà hai người, một đứa 17 tuổi rồi, một đứa 15 tuổi rồi, cũng là mất khá nhiều tiền đấy. Theo như mình biết, những người đi sang đây du lịch là mất từ 600 đến 800 triệu một người. Đấy. Nếu người ta mà đi theo cái kiểu như là thăm thân nhân thì lại chẳng mất đồng nào, chỉ có mất mấy đồng bạc ở làm thủ tục đó kia, nó mất được khoảng hơn chục triệu thôi. Và bây giờ bạn Năng Phạm rằng là không lên, khi mà hai đứa bé sang đây là không cho ở bất cứ nhà nào, không cho ở nhà bác sĩ Trần, không cho ở nhà cậu Tuấn kia, mà cũng không nên lấy bà Ngân mà lên thuê một căn phòng. Nói thật với các bạn này, cái chuyện này theo như bạn Năng Phạm có thể làm được, nhưng mà bạn chưa nhìn ra thấu vấn đề chính.
Ở đây các bạn biết là vợ chồng ông Năm hiện tại là thuê một căn phòng. Ông Linh là cha của sinh viên Hùng, từ lúc sinh viên Hùng đi một cái là ông Linh chuyển đến ở với Hưng luôn, để nhường cái căn phòng đó cho vợ của ông Năm, là hai vợ chồng ông Năm ở cùng một căn phòng để cho nó đỡ tốn tiền. Thế bây giờ hai đứa con của vợ chồng ông Năm sang nữa, tức là tất cả là 5 người, cả 8 trang nữa. Thì ví dụ 8 trang mà khỏi bệnh nữa đúng không ạ? Thì có nghĩa là 5 người, mà 5 người ở thuê phòng ở đây là phải mất độ khoảng 3 cái phòng, nếu không phải đi thuê hẳn một căn nhà. Thế thì coi như 3 cái phòng các bạn biết bao tiền không? Tối thiểu là phải mất độ khoảng 1.600 các bạn ạ, 1.600, 1.700. Chứ 500 một phòng là không ổn áp đâu. Đó là một. Còn nếu thuê một cái căn phòng ở trên một cái tầng chẳng hạn, như một căn nhà chẳng hạn, là theo mình biết là mất 2.400 một tháng, cộng với tiền ăn cho 5 người thì các bạn biết là bao nhiêu tiền? Mấy nghìn đô một tháng. Thế thì vợ chồng Năm có bao nhiêu tiền mới được, coi như bà Ngân cho tiền với lại bác sĩ Trần cho tiền, thì đang làm nhà ở Việt Nam, làm điện ở Việt Nam, lại thuê coi như con của mình trông cậu ở đó. Mình biết rằng bây giờ có mấy người anh của Tám Trang là đang thay vợ chồng ông Năm là làm nhà, làm các thứ ở Việt Nam, và vẫn rõ ràng là phải người ta là phải thuê rồi đúng không ạ? Thì bây giờ tiền đó lấy ở đâu ra? Phương tiện đi lại tất cả mọi thứ các bạn cứ tính xem, nó tốn rất nhiều thứ. Tám Trang ở đây là nó có cái gọi là cái thẻ ô híp rồi nha các bạn, là không phải vào viện, không phải mất tiền. Nhưng đặt giả thiết mà ví dụ như vợ chồng Năm mà không có thẻ ô híp này, hai đứa em sang không có thẻ ô híp, ở đây thẻ ô híp mình gọi là nó gọi như là thẻ đi khám bệnh. Khi các bạn có cái thẻ đó thì các bạn sẽ không mất tiền và bệnh viện sẽ không mất tiền. Thế ví dụ mà bị bệnh tật trong thời gian đó thì tiền ở đâu ra? Thế đi nhờ mãi mọi người hay sao? Chính vì vậy á, cái phương án bạn Năng Phạm đưa ra á, là mình nghĩ rằng nếu bạn có tiền thì bạn có thể xử lý như vậy được, còn nếu không có tiền thì tốt nhất phải nhờ trong một trong ba người, ví dụ đến nhà bác sĩ Trần, hoặc đến nhà coi như bà Ngân, hoặc là đến nhà cậu Tuấn kia. Nhưng theo mình nghĩ đến nhà cậu Tuấn là hợp lý nhất. Bởi vì sao? Bởi vì đến nhà bác sĩ Trần thì mình lại lo sợ ở đấy có một cái căn miếu, bác sĩ Trần vẫn thờ cúng bà Ngọc Trinh ở đó nữa. Đến nhà bà Ngân thì giữa Tám Trang và bà Ngân lại có cái xúc khúc mắc với nhau, là coi như là trong cái cuộc đua để tranh giành sinh viên Hùng đúng không ạ? Mặc dù họ cùng quê hương với nhau đó, nhưng mà trong vấn đề đó thì khó lắm, khó có thể nói lắm, trong cái chuyện ích kỷ của người đàn bà mà đừng có nói đàn bà đàn ông, cậu Hùng cái kìa thấy ông bác sĩ cũng ghen nồng ghen nộn, cho nên là chẳng ai chấp nhận cái chuyện đó. Mà khi đã không vừa lòng nhau thì ở cùng một ngôi nhà với nhau nó khó lắm. Trên ở đây chỉ có mỗi một cái phương cách là đến nhà cậu Tuấn kia, theo mình nghĩ nó đơn giản nhất. Thứ nhất là cái nhà của cậu ta rất rộng, bởi như là một nhà hàng ăn, bây giờ cậu ta tạm thời đóng cửa rồi đúng không ạ? Thì bây giờ gia đình nhà Tám Trang, hai vợ chồng, ba đứa con ở đó vẫn rộng thoải mái vô tư và không cần phải mất tiền. Cậu Tuấn, mình ở đây mình nói rằng là đấy là để giúp đỡ tiền bạc, nhưng phải có một cái quan điểm rõ ràng với cậu Tuấn rằng là cậu ta giúp tôi. Còn giúp ở đây là giúp như vậy chứ không bị phụ thuộc theo cái vấn đề rằng là tôi ở đây để coi như giúp tôi thì sau này coi như là tôi sẽ phải gả con gái cho anh, không có vấn đề đó. Nó phải rạch ròi hai chuyện khác nhau. Và mình tại sao ý của mình muốn đến nhà cậu Tuấn kia, bởi vì còn một lý do khác. Một lý do nữa là Tám Trang yêu quý đứa bé 8 tuổi kia, thì coi như là Tám Trang được gần gận đứa bé đó suốt ngày suốt đêm như vậy thì có thể cũng là một lý do để khỏi bệnh. Và trong khi đó có hai đứa em của Tám Trang đến đến ở cùng, và hai đứa bé này có thể là gợi lại cái ký ức về tuổi thơ đối với Tám Trang, thì cô gái này có thể nhanh chóng chóng khỏi bệnh. Mình muốn là muốn như vậy. Tất nhiên đây mình chỉ là đưa ra cái bình luận thôi, và các bạn biết rằng là cái phần quyết định vẫn là mẹ của Tám Trang. Ở đây mình nói mẹ bởi vì ông bố Tám Trang thì nói thật với các bạn là lệnh ông không bằng còng bà, có nghĩa là tất cả mọi sự là do bà Lâm chỉ đạo hết. Thì ở đây chỉ có phương án thế, chứ còn thì nếu mà bây giờ chẳng hạn như cả gia đình mà sống ở bên ngoài đi thuê mấy cái phòng như thế trong vòng 6 tháng thì coi như tiền núi các bạn ạ. Trong câu chuyện này bạn Năng Phạm muốn nói rằng là không để cho những kẻ khác lợi dụng để lấy Tám Trang, ý là không muốn để bạn ấy cứ viết rõ ra đi, tại sao bạn cứ phải viết ý viết tứ như vậy, và khi mình bình luận có thể lại hiểu sai cái khía cạnh khác. Chứ là các bạn bình luận cứ thẳng thắn vào, đừng phải nói bóng nói gió gì hết. Ở đây là rõ ràng là bạn Năng Phạm muốn nói rằng là không muốn để cho Tám Trang là lấy cậu Tuấn kia đúng không ạ? Thì mình hiểu ý của bạn như vậy, và muốn vẫn muốn là Tám Trang yêu Hùng thì sẽ lấy Hùng.
Nhưng cái vấn đề này thì mình muốn bạn Năng Phạm phải gạt ra cái ý nghĩ này. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là chữa bệnh cho Tám Trang. Còn khi Tám Trang tỉnh lại rồi thì để cho tự Tám Trang quyết định. Cô gái này lúc đó lấy Tuấn thì mình nghĩ rằng cũng rất ok, đâu có vấn đề gì đâu. Cái quan trọng là người ta yêu được một người và người ta nghĩ rằng người đó sẽ đem đến hạnh phúc cho mình. Và cái vấn đề chính ở đây là lúc đó Tám Trang đã khỏi bệnh rồi. Cái vấn đề ở đây nó là như vậy. Còn thì cái quyết định mà để sau này lấy Hùng hay lấy Tuấn là do cô gái này quyết định thôi. Nhưng mình cũng nói rõ một quan điểm như này. Mẹ của Tám Trang là không muốn cho Tám Trang lấy Hùng bởi vì lý do chính Hùng là nguyên nhân đã dẫn đến mấy lần con gái của bà tự tử. Và mẹ của Tám Trang vẫn xác định Hùng là một kẻ trăng hoa. Sau này lấy Tám Trang đi chăng nữa thì cái cậu này còn đi quan hệ lằng nhằng với nhiều đứa con gái khác. Và nếu chuyện đó xảy ra thì Tám Trang sẽ tự tử. Cho nên là mẹ của Tám Trang không bao giờ muốn lấy sinh viên Hùng. Và trong khi đó bà ta cũng không muốn cho con gái mình lấy Tuấn. Đó, bản thân mình nói thật nhé, nếu bây giờ mình có con gái lớn và coi như là Hùng đối xử với con gái mình như vậy, như Tám Trang như vậy, chẳng hạn Tám Trang là con gái của mình, thì mình không bao giờ cho con gái của mình lấy Hùng đâu. Bởi vì con gái của tôi đang bị bệnh tật như này, anh mang con tôi từ Việt Nam sang đây mà bây giờ đang bệnh tật này bỏ đi. Bây giờ mình xin hỏi bạn Thiên Nga Trần, bạn có con gái là Tám Trang là con gái của bạn, bạn có cho con gái của bạn lấy Hùng không? Bây giờ coi như là đang coi hai và hai vợ chồng bạn đang chăm chăm con gái của bạn ở tại bệnh viện. Con gái của bạn bị như thế là do Hùng gây lên. Bạn có cho đồng ý lấy sinh viên Hùng không? Hùng coi như bây giờ đang bỏ đi như vậy, bạn có cho lấy không? Chắc chắn bạn không cho lấy đâu. Mình nói như vậy. Bản thân mình có con gái là Tám Trang, không bao giờ cho lấy Hùng luôn. Cần gì kể cả là ông trở thành coi như tổng thống luôn, tiền nhiều như đất luôn, cũng không bao giờ cần thiết ông nào cái gì cả. Tiền để làm cái gì? Tình nó là quan trọng hơn nhiều. Nếu yêu người ta thì phải coi như vì người ta. Người ta đang nằm viện đó mà bỏ đi thì đừng có nói chuyện quay lại mà để coi như cho người ta lấy. Còn một ý khác nữa, nói thật đây, bà Ngân á, cũng vậy, người ta nói khi yêu thì nó mù quáng. Mình mà là bà Ngân nhá, mình lấy bác sĩ Trần ngay lập tức, không bao giờ lấy sinh viên Hùng. Đó là quan điểm của mình đó. Bởi vì sao? Bởi vì bác sĩ Trần vẫn luôn theo đuổi bà Ngân, vẫn rất lịch sự, vẫn rất đàng hoàng, một người có tri thức. Còn Hùng khi nghe tin thì bỏ đi, đúng không ạ? Bỏ đi mấy lần liền. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong video này á, mình cũng định đọc một lá thư của một bà. Một bà ở đây là đến từ miền Trung, và trong cái email của bà tên là Yến Nhi. Nhưng mà thật sự ra thời gian cũng không cho phép để mình chia sẻ cái lá thư này. Và đến cái video thứ hai, mình sẽ chia sẻ cái lá thư của một bà ở miền Trung đã đến là gửi để đóng góp cho tất cả mọi quý khán thính giả và nhất là những người trong cuộc. Vâng, video của mình tạm thời xin dừng ở tại đây. Mình biết rằng trong video này có thể có rất nhiều quý khán thính giả sẽ bất đồng quan điểm ý kiến với mình. Tuy nhiên điều đó không sao, bởi vì cái chuyện để mà làm vừa, cứ muốn vừa lòng nhau á, để muốn lấy lòng nhau mà để coi như là không dám đưa ra cái quan điểm của mình thì đó chính là một sự sai lầm. Các bạn không đồng ý quan điểm của mình, các bạn cứ bình luận, cứ đóng góp thoải mái vô tư. Mình chỉ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình như thế này. Các bạn đưa ra những lời bình luận không có những cái từ xúc phạm và làm tổn thương sâu sắc đến những người khác. Quan điểm của bạn ra sao thì bạn nói như vậy thôi, chứ đâu có cái vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Và mình mong được nhận được những ý kiến đến từ các bạn. Kể cả bạn không đồng ý với quan điểm của mình, các bạn cứ đưa ra quan điểm. Ví dụ như là tôi với anh hoàn toàn khác quan điểm với nhau, và nếu tôi như này tôi sẽ ra sao. Các bạn cứ đưa ra. Thì ở đây mình nghĩ rằng mặc dù mình khuyên cậu Hùng rồi đó, không nên vào xem những video trong thời điểm này, nhưng có thể cậu ta vẫn âm thầm để cậu ta xem. Và tất cả những lời bình luận của các bạn đó sẽ giúp cho những người trong cuộc có cái cách giải quyết để đưa ra cái quyết định cho mình chính xác hơn. Đây là giúp những người trong cuộc để giải quyết cái câu chuyện này thôi. Còn thì mình bất đồng hoặc là mình đồng quan điểm với người này người kia thì có đem lại cái gì coi như là lợi nhuận cho bản thân mình đâu, đúng không ạ? Các bạn cũng vậy, chứ là không cần gì phải lấy lòng ai hết. Mình cũng không cần các bạn phải lấy lòng mình mà bất đồng quan điểm, các bạn cứ đưa ra cái quan điểm của các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn ở những video sau.